Tử vi tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Mùi. Cuộc sống bế tắc, dễ phạm tiểu nhân. Bước sang tháng Nhâm Tỵ, người tuổi Mùi sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn trên mọi phương diện của cuộc sống. Đây là lúc mà những chú dê phải cổ vũ bản thân, không ngừng cố gắng phấn đấu. Chỉ có như vậy thì mọi việc mới có thể dần dần biến chuyển một cách tích cực hơn. Trên phương diện sự nghiệp, do chịu tác động của cục diện tương hại, bản mệnh khó có thể xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Do tính tình nóng nảy, hành động thiếu suy nghĩ khiến bạn gây thù trút oán với rất nhiều người. Khi đối diện với công việc khó khăn, bạn đã không được ai giúp đỡ, thì trở lại còn phải dè chừng kẻ tiểu nhân tìm cách hãm hại mình. Tình hình tài chính cũng khó có thể biến chuyển theo chiều hướng tích cực trong thời điểm này. Người tuổi Mùi cần phải cố gắng giữ chữ tín cho mình, trở nên lật lọng, kẻo ảnh hưởng xấu đến danh dự khiến khách hàng quay lưng. Ngoài ra, con giáp này cũng cần luôn chú ý đến hoạt động của đối thủ cạnh tranh, cẩn thận trong từng đường đi nước bước kẻo bị hãm hại lúc nào không hay. Về phương diện tình cảm không có mấy điểm sáng, ngũ hành tương khắc khiến cho mối quan hệ giữa vợ chồng bạn ngày càng trở nên xa cách, thậm chí bạn còn cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ về việc về tới nhà. Tử vi tháng 11 âm lịch này thấy rằng, những chú dê cứ tiếp tục như thế này, kẻ thứ ba sẽ rất dễ nhân cơ hội chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn. Nếu còn trân trọng những gì mình đang có, bạn cần suy nghĩ lại và thay đổi cách hành xử của mình. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 cho người tuổi Mùi qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Con đường công danh sự nghiệp của những chú dê khó có thể phát triển được do chịu tác động của cục diện tương hại. Nhiều kế hoạch không tiến triển như ý là dấu hiệu chứng tỏ bạn cần phải dành thời gian nhìn nhận lại chính bản thân mình. Đừng tìm cách trốn tránh hiện thực, đổ lỗi cho nguyên nhân này hay nguyên nhân khác. Trên thực tế, bạn quá nóng nảy, cái tôi cá nhân lại quá cao nên thường đắc tội với người khác lúc nào chẳng hay. Những lời nói, hành động bạn tưởng chừng là bình thường lại khiến người nghe tổn thương, thậm chí là phản cảm. Tháng Nhâm Tỵ này, kẻ tiểu nhân rất có thể sẽ lấy đó làm cái cớ để hãm hại bạn, gây rối khiến cho công việc của bạn gặp nhiều vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, bản mệnh không nên có cái nhìn quá bi quan trong hoàn cảnh hiện tại. Cục diện nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, khiêm tốn hơn trong cách cư xử, đồng thời dám nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận lỗi sai và cố gắng sửa đổi thì mọi việc vẫn có cơ hội biến chuyển. Cách hành xử của bạn chính là yếu tố cốt lõi khiến bạn thành công hay thất bại trong thời gian này. Bên cạnh đó, dù phải đối diện với thất bại, con giáp này cũng cần phải giữ tinh thần tỉnh táo và tích cực. Thay vì thất vọng, oán trách người khác hay người này, bạn cần học cách có những kinh nghiệm hữu ích để mà không phải mắc lỗi trong tương lai nữa. 2. Luận về phương diện tài chính. Nếu mong muốn một tháng tài chính dư dả, tiền tài đổ vào túi âm, thì có lẽ những chú dê sẽ phải thất vọng. Trong tháng này, đồng tiền thu về khá ít ỏi, hơn nữa bạn còn phải chi tiêu nhiều cho các lĩnh vực khác nhau. Tương hại cho thấy những chú dê này rất dễ vướng vào các rắc rối với các đối thủ cạnh tranh. Bản mệnh cần phải thật sự tỉnh táo để nhận ra đâu là cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đặt ra. Đừng vì tham lam hàm cái lợi trước mắt mà rơi vào trong của kẻ tiểu nhân. Muốn kiếm tiền, bạn cần phải vất vả bỏ công sức chứ không thể nào nghĩ tới việc hưởng lợi từ trên trời rơi xuống. Tử vi tháng 11 âm lịch này cho thấy một điều quan trọng khác mà bạn cần phải chú ý chính là giữ chữ tín cho mình. Dù trong hoàn cảnh như thế nào, bạn cũng phải đặt chữ tín lên hàng đầu, nếu không hình ảnh của bạn sẽ bị ảnh hưởng xấu. Bạn bảo vệ được cái lợi ích nhất thời của mình nhưng đánh mất lòng tin của khách hàng khiến cho việc kinh doanh trong tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn.
Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng khiến khuyên bạn tốt nhất hãy chăm chỉ làm việc, hoàn thành cho tốt những kế hoạch còn đang dang dở. Đừng vội vàng mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh. Bạn cần có thêm thời gian để thu thập thông tin, bổ sung kiến thức trước khi dốc tiền vào một lĩnh vực nào đó. Trên phương diện chi tiêu, Tiểu Hào cho thấy bản mệnh dễ phung phí tiền cho các hoạt động chi tiêu hàng ngày. Thoạt nhìn đó là những khoản tiền không đáng kể, nhưng đến khi cộng gộp vào thì đó là một khoản kha khá. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Mối quan hệ vợ chồng của người tuổi Mùi ngày càng trở nên nhạt nhòa. Trong tháng 11 âm lịch này, thậm chí bạn có những suy nghĩ không hay về tình cảnh hiện tại. Những bất mãn về người ấy khiến bạn không còn muốn trở về nhà. Vợ chồng không hài lòng với nhau, việc gì thì nên thẳng thắn trao đổi, đừng nên giữ mãi ở trong lòng. Nếu bạn không nói ra thì người ấy sẽ chẳng thể nào tự biết hay tự thay đổi theo đúng ý của bạn được. Hơn nữa, nếu bạn không biết trân trọng điều gì mình đang có thì kẻ thứ ba sẽ rất dễ nhân cơ hội chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn. Hãy là một người vợ, người chồng, người cha, người mẹ có trách nhiệm hơn, đừng để mặc mọi chuyện đến bước đường cùng. Đối với người độc thân, không mấy quan tâm tới việc tìm kiếm nửa kia, thậm chí bạn có phản ứng khá gay gắt khi được người thân giới thiệu cho các đối tượng để tìm hiểu. Trong khoảng thời gian này, bạn thích dành thời gian cho các sở thích cá nhân hơn là quan tâm tới một người xa lạ. Thêm vào đó, bạn còn đặt ra nhiều yêu cầu quá cao nên nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. 4. Luận về phương diện sức khỏe. May mắn là sức khỏe của người tuổi Mùi vẫn khá ổn định trong khoảng thời gian tháng 11 âm lịch này. Bạn phải dành thời gian giải quyết các rắc rối nhưng không lao vào cảnh mệt mỏi kiệt sức. Hãy giảm thiểu những suy nghĩ tiêu cực bằng cách tâm sự trao đổi với mọi người, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, tản bộ hay những chuyến du lịch ngắn ngày. Các hoạt động đó sẽ đem lại tác động tích cực giúp bạn nhẹ nhõm, vui vẻ hơn. Dù bận rộn đến đâu, bạn cũng nên sắp xếp thời gian để rèn luyện sức khỏe. Thời gian biểu cũng cần sắp xếp một cách khoa học, chớ vì quá bận rộn mà bỏ bữa hay dùng nhiều đồ thức ăn nhanh, dầu mỡ. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi vào tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần 2022 như sau. 1. Tuổi Ất Mùi, mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Tính cách nóng nảy, dễ phạm kẻ tiểu nhân. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Thân. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hợi, khẩu quyết. Chịu sự cạnh tranh khốc liệt, kiếm tiền khó khăn. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu xanh, màu trắng. 3. Tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Hãy giữ chữ tính cho mình, đừng ham cãi lợi trước mắt. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, màu xám, màu cam. 4. Tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Tình cảm nhạt nhòa, quan hệ vợ chồng ngày một xa cách. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu cà phê. 5. Tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hẫn, khẩu quyết. Chớ nên tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Sửu. Màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh.